Xin chào quý thính giả, thưa quý vị gánh hàng hoa, một chuyện tình đầy nước mắt, một bức tranh xã hội chân thực về tình yêu, sự tha thứ và những cạm bẫy của danh vọng. Trong buổi thua hôm nay, mời quý vị đón nghe ba chương quý tiểu thuyết này của hai tác giả nổi tiếng Khái Hưng và Nhất Linh trong nhóm tự lực văn đoàn. Hãy cùng chiến hữu audio khám phá những diễn biến đầy bất ngờ và cảm động của gánh hàng hoa tiểu thuyết Gánh hàng hoa Chương 11 Hai cảnh mỏng Ngồi trước lọ hoa Liên mơ mộng Đã hơn một tuần nay Liên thật cô đơn hơn bao giờ hết Chồng thì chẳng về Mà văn thì cũng chẳng đến Trong bình hoa nước hầu như đã cạn Mà hoa cũng hầu như tàn Mấy bông cẩm trứng màu đỏ sẫm nay trở nên tím đen những lá xanh dài và nhọn đã vàng úa hay khô héo rũ xuống bàn hoa thực dược thì lại càng thảm thương cái thì rụng hết cánh chỉ còn trơ lại bầu nhụy cái thì mềm gãy gặp lại đài trắng thì nhợt nhạt nhăn nheo ngắm hoa tàn liên chợt cảm khái nàng chợt nghĩ đến tuổi già tuổi xuân này đã gần sang hạ mà trái tim nàng khô héo phải chăng là vì thiếu sự yêu đương cầm gương tự ngắm chân dung mắt liền lóe lên một tia hy vọng không nàng con trẻ nàng không giống như hoa tàn và nàng nhớ tới thời kỳ ân ái của đôi vợ chồng son một buổi chiều xuân minh ngồi xem sách liền mới đi bán hoa về liền rón rén lại cắm mấy bông hoa vào bình mình ngước mặt nhìn vợ mỉm cười liền sung sướng ửng hồng đôi má tuy thời gian chỉ mới hai năm mà Liên nghe chừng như lâu lắm rồi. Linh tính như báo trước cho Liên là thời đó đã đi qua rồi và sẽ không bao giờ còn trở lại. Nhìn những cánh hoa sắc hồng tan tác trên mặt bàn, Liên bỗng buông tiếng thở dài. Tờ báo nhận được hôm qua vấn đề trên bàn, băng còn y nguyên chưa bóc. Thấy buồn, Liên mở ra xem, tìm bài của chồng. Nhưng cũng như kỳ báo trước, chẳng có một bài nào ký tên Minh liên thắc mắc hay chồng ta ốm? Liên giật mình kinh hãi vì chợt nghĩ đến một chuyện đó là việc mê gái của chồng mê đến độ không còn thì giờ để viết văn khuôn mặt Liên phản chiếu trong gương với cặp mắt ướt nhòa Liên bỗng cười chua chát làm bầm không cần đoạn nàng đứng phát dậy vào nhà thay quần áo một lát sau trở ra Liên lại là một cô hàng hoa như hôm nào với cái khăn vuông và tấm áo tứ thân rồi nàng ra vườn làm để cố quên đi bao nhiêu phiền muộn quả thật những bông hoa đủ các màu sắc rực rỡ như vui mừng hớn hở chào mừng và an ủi một người bạn từ thuở xa xưa hoa tì gồn sắc đỏ sắc hồng sắc trắng năm nào cũng vậy cứ một mùa tàn lại đến mùa nở nó chẳng giống như lòng bất chắc của con người hoa kim liên sắc vàng tươi như một nụ cười thân yêu xong liên chồng buồn ngắm tới mọi vật chỉ cặm cụi ngồi sới đất ở các gốc huệ gốc hồng khi tới gần gian móng rồng liên chạnh lòng nhớ lại thời kỳ minh mắc bệnh nàng ngậm ngùi ứa hai hàng lệ Sáu hôm sau liên quyết định sắp quang gánh đi bán hoa trở lại xưa nay tại chợ làng hoa liên vẫn ngồi chung với một người bạn cùng nghề hai người biết nhau đã lâu thân như chị em nhưng vì lâu nay nghỉ việc buôn bán Liên sợ người bạn không dành chỗ cho mình nữa Vì vậy để chắc ăn Liên tìm tới nhà người bạn gõ cửa Bên trong có tiếng vọng ra hỏi Ai đấy? Tôi Tôi là ai? Liên đấy mà Một chàng cười ngạo nghễ vang ra Làm Liên luống cuống e ngại Chỉ muốn bỏ chạy ngay về nhà Nhưng cánh cửa bỗng mở ra Rồi một người đàn bà chạc tuổi nàng bước ra Kìa chị Liên À quên chào bà giáo mặt liên như nóng bừng lên nàng ấp úng chị cứ diễu ủa sao hôm nay bà lại ăn mặc quần áo quê mùa của chúng tôi vậy liên vừa xấu hổ vừa tức giận mà không nói được lời nào nước mắt nàng cứ chảy quanh mãi người bạn nhìn thấy vậy bỗng hối hận ân cần hỏi han như để xin lỗi chị định đi bán hoa lại với em đấy ư ừ. vâng Em muốn đi cùng và ngồi chung với chị như xưa Phải đấy chị ạ à, nghề của ông cha mình thì mình phải giữ Ông ấy có đỗ giáo học Cũng mặc ông ấy chứ Nghe bạn nhắc đến chồng Liên thở dài Người bạn thấy thương hại Nên không nỡ nói tiếp nữa Trong làng hữu tiệp này Ai còn lạ gì chuyện mê gái của mình Liên bỗng than thở kẻ lẻ Chị nghĩ xem Học cao đỗ đạt mà làm gì Giỏi để làm gì cứ như anh chị như thế có sung sướng hơn không Chồng làm vườn vợ bán hoa Vợ chồng cùng một nghề Bao giờ cũng vẫn hơn chị ạ Chị nói cũng phải Nhưng thật đâu có ai ngờ anh ấy Lại tệ hại đến thế Liên buồn giàu đáp Tôi khổ lắm chị ạ Người bạn ăn ủi Chả nên bận tâm nghĩ ngợi nhiều làm gì chị ạ Tôi có nghĩ ngợi gì đâu Chị tin tôi đi từ nay tôi sẽ đi bán hoa với chị lại như thường khi. Nghề bán hoa là nghề cha truyền con nối của mình phải không chị?" Dứt lời, liền cười lên một tràng sảng khoái, tưởng chừng như đã trút bỏ được hết tất cả những muộn phiền. "Phải đấy, có đi bán hoa thì mới xứng đáng là con gái chạy hàng hoa chứ." Hai người cùng nhau cười rồi cùng nhau lên đường. Khi đi ngang qua nhà các đồng nghiệp, liền vui vẻ gọi tên từng người nhưng phần đông đã sớm đến chợ lúc mặt trời còn chưa lên để sửa soạn bày sẵn cửa hàng trước khi cổng chợ được mở đến chợ đồng xuân ai gặp liên cũng đon đà hỏi thăm liên lúng túng ngợ nghịu chẳng biết trả lời làm sao thấy vậy người bạn liền đỡ lời cho nàng chị ấy bị ốm ốm bệnh gì đấy chị tôi cảm soàng thôi nay đã khỏi hẳn rồi khoảng sau trưa một nhóm người gồm hai người đàn bà đi chung với hai người đàn ông đến chợ hỏi mua cam. Hai người đàn bà tóc vấn trần lệch sang một bên, phấn son đầy đủ. Má người nào cũng hồng, chân mi chân mày đều kẻ trông rất đầm. Hẳn họ thuộc lớp phụ nữ mới. Còn hai người đàn ông thì đầu bù tóc rối đi lào đảo dơ chân múa tay, miệng nói thao thao bất tuyệt. Khi thì pha trò đùa với hai người phụ nữ đi chung, khi thì đùa cợt với mấy cô bán hàng trông cả hai thật trân cháo và tức cười vô cùng một người đưa ngón tay trỏ vào dãy hàng hoa ở đằng sau họ ồ hoa đến mua đi mạc vâng phải đấy gì ạ à? đức ơi minh ơi lại mà mua hoa đi chứ nhưng người đàn ông tên đức còn đang tiết mắt đứng bên cô hàng cam còn người đàn ông tên minh mồm đang ngồm ngoàm vừa nhai vừa nói nên không ai nghe rõ tiếng gọi Thôi mặc kệ họ Ta lại mua hoa đi Cháu thích hoa lắm Khi hai người phụ nữ gần đi đến quầy mình liền nhìn một người có vẻ quen quen Khẽ quay sang nói với một bạn đồng nghiệp Quái lạ Cái người này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi Nhưng không hiểu sao Tự dưng lại quên bạn mất Người bạn đáp lại Các cô Tây thì phần nhiều giống nhau cả Không thật mà chị Tôi chắc chắn có gặp ở đâu mà Nhung thấy liền đăm đăm nhìn mình Và thì thầm to nhỏ với mấy người bán hoa kia liền dừng lại hỏi Cô có bán hoa không? Nghe giọng nói liền lại càng thấy quen Nàng còn mải đang lục lọi tìm sâu trong trí óc Chưa kịp trả lời Bạn liền thấy vậy vừa cười vừa nói Thưa bà chúng tôi là hàng hoa Mà chả bán hoa thì bán gì? người phụ nữ kia trỏ vào liên nói dì nhung ơi dì trông này cô hàng hoa này đẹp không người phụ nữ tên nhung liếc mắt nhìn liên rồi trầm trồ ừ đẹp lắm đấy nhưng giá mà diện bộ áo cánh vào thì trông còn khá hơn đẹp hơn nhiều nữa phải không mà nghe họ bình phẩm về nhan sắc của mình rồi cùng nhau cười khúc khích liên cảm thấy nóng mặt gắt lên rằng ô hay Mua hoa thì mua đi chứ Người phụ nữ tên Mạc khẽ nhách môi Nghèn hàm răng trắng toát Nói như trêu chọc Giời ơi bán hàng thì phải chiều khách Ăn nói nhã nhặn một tí chứ Người phụ nữ tên Nhung Bỗng quay lại đằng sau gọi lớn Anh Minh ơi Anh Đức ơi Trùng qua phía hàng cam liền thấy có bóng dáng đàn ông quen thuộc Có lẽ là quá quen thì đúng hơn ngày đó chẳng ai khác hơn là minh chồng nàng lúc bấy giờ liên mới biết người đàn bà tên nhung kia là một độc giả nữ từng viết thư cho chồng nàng với những lời lẽ tình tứ và táo bạo lúc ấy tiếng minh vọng lại hỏi cái gì đấy nhung lại đây mua hoa chúng tôi còn phải ăn cái đã bà muốn mua thì cứ mua vậy mua hoa gì đã bảo muốn mua gì thì mua mà Mỗi tiếng nói của Minh như một mũi nhọn đâm mạnh vào tim liên. Nàng đang tan nát cõi lòng lại nghe tiếng nhung hỏi. Mùa hoa huệ nhé. Đừng, rồi nó đến bâu vào thì khổ cả nút. Mặt cười lớn chêm vào một câu. Nhà bán hoa có khác, biết giành mạch lắm. Nhung chật quắc mắt lên mắng. Cháu không được hỗn. Liên càng nghe càng thấy uất ức. Nhung trỏ vào bó cẩm chướng hết hàm, dáng điệu hách dịch hỏi Bao nhiêu? Thấy liền mặt mày tái mét Không nói được gì Chỉ ngồi mà vân vê bó hoa Người bạn liền ngẩng lên Thay nàng trả lời Xin bà năm hào Ba hào đi Thôi xin bán dài hầu bà Rồi người bạn nhắc liền Cầm bó hoa trao cho khách hàng Thật sự bó hoa chỉ đáng có hào rưỡi, nhưng vì Nhung quen với giá ở Hồ Hoàn Kiếm nên thành ra trả hớ mà người bạn của Liên nhìn thấy dáng điệu của Nhung và Mạc cũng thấy đáng ghét, nên cứ cổ được là cứ không nương tay. Nhung móc ví trả tiền, người bạn đưa tay lấy lẹ đưa về cho Liên. Nhung vừa đi thì Liên ngã quay đơ xuống. Các bạn đồng nghiệp ai nấy đều bỏ giả công việc đang làm, xuống lại đỡ nàng dậy, hỏi han ẩm ý. Nghe có tiếng ồn ào ở chỗ Nhung và Mạc, Đức liền cất tiếng gọi. Mạc, cái gì thế? mạc nhún vai lạnh lùng đắt hình như một cô hàng hoa cảm hay trúng gió gì đó nên đột nhiên khi không ngã lăn đùng ra nói dứt lời nàng lôi nhung đi không buồn quay mặt lại gặp đức đang đi tới mạc xua tay nói vẻ thôi anh đức không phải chuyện mình để ý đến làm gì nhung có vẻ động lòng hơn xoay qua nói với mình tội nghiệp nhìn mà thương hại con bé trông khá nhất trong bọn hàng hoa đấy Lúc bấy giờ nhờ ăn xong mấy quả cam Nên xem chừng đã giải bớt được nồng độ của rượu Mình đã hơi tỉnh tỉnh Chàng ngơ ngác nhìn quanh Và lấy làm lạ rằng tại sao mình lại ở trong chợ Mà quang cảnh thì thấy rất là quen thuộc Rồi hai chữ hàng hoa được nhung nhắc đi nhắc lại nhiều lần Làm minh tỉnh hẳn chăng giật mình bỡ ngỡ hỏi Hàng hoa Mạc mỉm cười giọng mỉa mai Vâng, hàng hoa đấy. Mà hàng hoa thì có gì lạ mà phải hỏi. Nhung chừng mắt quát lớn. Mạc! Đoạn nàng ghé vào tai Mạc nói khẽ như trách móc. Mày ác lắm, mày biết không? Ngày Nhung nói, Mạc chẳng chút đồng lòng mà còn có vẻ ác hơn nữa. Nàng tranh chua nói với vẻ đắc ý thỏa mãn. Cô hàng hoa ngất đi thì mặc kệ cô ấy, có việc gì quan trọng mà phải để ý tới làm gì? Mình nói như mềm man ngất đi Vâng ngất đi Cô ấy ngất đi rồi thì chốc nữa cô ấy lại tỉnh Như ở cinema ấy mà Nhung giật quả cam trong tay Đức Đưa cho Mạc nói Này ăn đi cho dã rượu Mày say quá rồi Nên chỉ biết nói bậy thôi Bây giờ thì đi về Đoàn người kéo nhau dài khỏi chợ Đức gọi tài xế taxi lại Xe hơi lại sát bên thềm Mà minh vẫn còn như người không hồn Chàng ngây người ra ít giây rồi mới chịu theo Nhung, Mạc và Đức lên xe. Về đến nhà Mạc còn lên thoáng thuật lại câu chuyện cô hàng hoa cho mọi người nghe, làm như chưa ai biết gì cả. Đưa tay trỏ vào Minh đang thiêu thiêu ngủ trên chiếc ghế bành dài. Nhung nói với Đức. Con bé nó giống mẹ nó in hệt, hễ say là trở nên tai ác lạ lùng. Tôi có thấy Mạc yêu quý của tôi ác chút nào đâu. Thì vợ anh Minh cũng là dân bán hoa, nó còn lạ gì nữa. Thế mà đứng trước anh ấy Nó cứ gợi mãi đến chuyện bán hoa bán quả Đức bưng miệng cười ngặt ngẽo Thế à Vậy tòa có gặp vợ hắn Ngồi bán hoa ở chợ không Mòa nghỉ lắm tòa Tòa ngờ gì Không mà thôi Xếp câu chuyện ấy qua một bên đi Thật ra ngay lúc mới gặp Liên Nhung đã ngờ ngờ Và đoán ra cô nàng gánh hoa Đến nhà mình bán hôm nào luôn cả cái nhan sắc của Liên cũng khó mà làm lẫn được. đến khi Liên ngất đi, thì nhung lại càng tin chắc. vì thế nàng đã cản không cho Minh và Đức đến gần, mà lôi cả đám về nhà sau đó. nhìn Minh mệt mỏi nằm ngủ say ly bì, nhung lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Đức lấy làm lạ hỏi: toa ngờ gì vậy? xịt để cho anh ấy ngủ. Đức buồn rầu nói: mình yêu hắn đến thế hả? nhung không đáp. Đức định nói tiếp Nhưng Nhung đã đưa tay ra dơ hiệu bảo im đi Rồi một mình ngồi xuống ghế Vẻ mặt hết sức lạnh lùng Đức ghé vào tay Nhung thì thầm Sao mình nỡ tệ thế? Nhung đứng dậy rón rén ra phòng ngoài Bỗng mạc hấp tấp chạy lên Miệng hớn hở reo lên Dì ơi! Bó hoa thật là kỳ lạ Lạ lắm! Hay lắm! Nhung lại tưởng mạc sắp sửa gợi chuyện Của nàng bán hoa có để làm đau lòng mình nên bèn giơ tay tát vào mặt mạc một cái thật nên thân ô hay sao gì lại đánh cháu lôi mặt xuống nhà nhung lộ vẻ giận dữ nói đã bảo để yên cho anh ấy ngủ mà mồm cứ hét toáng lên là sao nhưng gì đã bảo với cháu là anh ấy ngủ đâu nhung gượng cười nhỏ nhẹ nói thôi dì xin lỗi mạc vẫn phụng phịu tỏ vẻ không bằng lòng thì thế nhung lại gần đưa má ra nói thì đây, cháu tắt lại đi cho vừa lòng cả mạc và đức đều phì cười đức bỗng đưa tay ôm chầm lấy nhung toàn hôn thì nhung tắt luôn cho chàng một cái đau điếng đức đứng thở người ra vì kinh ngạc mạc xí một tiếng rồi nói như nguyền rủa đáng kiếp có vợ đứng đây mà dám đòi hôn gì vợ cho bỏ cái tật cả ba cùng cười xòa nhung bấy giờ mới hỏi à ừ hồi nãy cháu nói bó hoa kỳ lạ mà có gì kỳ lạ vậy lạ ra làm sao lạ lắm kia lạ ghê gớm lắm kia nhưng mà lạ thế nào mới được chứ đố gì đoán được thôi thôi tao sốt ruột lắm rồi mày đừng trêu tao nữa kẻo tao cáu tiết lên lại tát cho mấy cây nữa thì có mà nước chẹo quay hàm bây giờ mạc với mặt lên dáng điệu bất cần thế thì thôi vậy ừ hay con bé này khó bảo nhỉ Đức thấy thế liền pha trò phụ họa Đừng sợ Mạc, đã có Đức Thôi tôi lại hai cô cậu Mạc cười chiến thắng Ừ có thế chứ Vậy thì chuyện gì mà lạ thế hả Mạc lấy ra đưa cho Nhung một xấp giấy bạc nói Bạn nãy cháu mở gói hoa ra Thấy bên trong có 50 bạc Nhung kinh ngạc hỏi lại Năm chục bạc Đức cũng sừng sốt hỏi tới hỏi lui Năm chục bạc của ai vậy? Lại còn của ai nữa? Của cô hàng bán hoa chứ còn của ai vào đây nữa? Cái cô hàng hoa ngất xỉu đó phải không? Thế này thì lạ lùng lắm nhỉ? Bí ẩn quá nhỉ? Hay là cô ta gửi tặng nhà văn sĩ đấy? Gửi trả lại nó đi gì ạ? À? Nhung cầm sấp tiền, ngồi buồn giàu ngẫm nghĩ. Trong khi đó, Minh phần vì nhức đầu, vì uống quá nhiều rượu, phần vì bị cảm xúc quá mạnh, nên nằm thiêm thiếp trên ghế bành, gục đầu xuống gác lên cánh tay. Tiếng cười nói bên tay chàng nghe mỗi lúc một nhỏ dần. Mình thấy mình đến một nơi xa lạ giữa một đám người không quen biết. Đó là một tòa nhà nguy nga trắng lệ được kiến thiết và trang trí bằng những kỹ thuật cực kỳ tinh xảo. Những người ở đấy, ai nấy đều là những tay ăn chơi khét tiếng, y phục sang trọng lộng lẫy. Chủ nhân là một mỹ nhân tuyệt đẹp với đôi mắt sáng ngời, đôi môi mỏng đỏ thắm đích thân ra đón tiếp chàng. Mình cúi đầu chào, chủ nhân đưa tay ra bắt. Những hạt kim cương lóng lánh trên người chủ nhân phản chiếu ánh điện làm Minh chói mắt. Chàng ngồi xuống ghế, loay hoay tự hỏi, sao mình lại đến đây? Rồi tiếng nhạc du dương êm ái từ đâu vang lên, du hồn chàng vào cõi mơ mộng xa xôi. Chủ nhân lên tiếng mời khách sang phòng khách dự tiệc một cảnh tượng ghê tởm như bức tranh sống hiện ra rất rõ ràng trước mắt mình. Trên một cái bàn dài trải khăn trắng, các món ăn còn thừa để lộn xộn cùng với những cánh hoa tan tác. Chỗ thì rượu chát đổ hoen ố cả khăn bàn như vây máu, chỗ thì ly tách úp ngược trên vũng sâm panh. Nhìn vào đám khách, mình lại càng ghê tởm hơn nữa. Người thì gục đầu xuống bàn, tóc lòa xòa và ướt sũng vì thấm rượu. Người thì hai tay chống gối, mặt rũ xuống. Người thì nôn mửa, kẻ thì cười người thì khóc lại còn thêm những cặp trai gái quẳng lấy nhau mà ngủ gục trên lưng ghế minh tưởng tượng như mình đang ở trong một lâu đài của những người điên chàng kinh hãi không biết thế nào mà nói được nhưng chàng bỗng tò mò tiến tới gần mà ngó cho kỹ không hiểu sao một cặp nhân tình trong đám trai gái đó là chàng vinh nhung mình hét lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy lạ lùng thay Tất cả những yến khách đều đứng dậy đuổi theo chàng Minh càng chạy mau Họ đuổi càng mau Mình chạy chậm lại Họ cũng đuổi chậm lại Minh dừng lại thở dốc nghỉ mệt Thì họ cũng dừng lại Lát sau ngoái cổ lại Đám người bỗng biến đi đâu mất cả rồi Lúc đó Mình mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút Tiếng âm nhạc đâu đó Như vẫn còn văng vẳng bên tai chàng Đảo mắt nhìn quanh mình thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa muôn sắc vạn vật như chìm vào một bầu không khí hoàn toàn im lặng tiếng nhạc cũng ngừng hẳn cả những con chim bay nhảy trên cây hoàng lan cũng đều im phăng phắc có còn, còn trông thì tưởng chừng như đang hót mà lắng tai nghe thì chẳng có một âm thanh nào bỗng những bông huệ trắng mướt rung rinh trên cuống dài và mềm trông như đàn bướm trắng xếp hàng bay lượn đến cuối chân trời xa tắp mình vẫn tiếp tục đi mãi chàng đến một khu vườn chung quanh có rậu nứa đan mắt cáo Tên bằng lá và hoa kim liên trong vườn trồng toàn một thứ cẩm trướng đầy đủ các sắc màu mình cảm thấy vui sướng chàng nở một nụ cười đến ngồi dưới dàn móng rồng chàng đưa mắt ngắm thì vườn hoa vụt biến thành một cảnh tượng khác cây cối cùng hoa lá đều được nhuộm bởi ánh trăng rằm tươi mắt dịu dàng một luồng gió thoảng qua mình quay lại liền đứng ngay sau lưng chàng với nét mặt hiền dịu và âu yếm. Chàng nhớ hình như đã được thấy qua cảnh này ở đâu. Cả một dĩ vãng như đánh thức chàng dậy nhưng không hiện rõ đầu đuôi ra sao. Chàng với Liên đi hái hoa. Liên hái rất nhanh và tài tình. Chỉ trong giây lát đã được một bó đầy đưa tặng chàng. Minh mỉm cười nhìn Liên. Chàng đưa bó hoa lên mũi để thưởng thức hương hoa tuyệt diệu thơm ngát. Nhưng lạ lùng thay mình không ngờ thấy mùi cẩm trướng Mà chỉ nhận ra toàn mùi nước hoa linh lan Loại nước hoa nhung vẫn thường dùng Mình cầu có vứt bó hoa xuống đất Thì mỗi bông hoa biến thành một người Trong đó có liên ngất xỉu trong lòng chị em hàng hoa Mình nhớ nhác nhìn quanh Vườn hoa đã biến ra cảnh trận đồng xuân Văng vẳng tiếng văn này cầu cứu Pha trộn tiếng cười khanh khách Mình sợ quá Chàng cuống quyết lên Thì lại có tiếng hồ gầm bên tai mình kêu lên một tiếng thất thanh chàng mở mắt ngồi choàng dậy thì ra chàng vừa trải qua một giấc mộng thấy mình vẫn nằm trên chiếc ghế bành chàng mới tin là mình đã trở về với thực tại dưới nhà tiếng mạc cười nắc nẻ bên ngoài rõ ràng là tiếng xe hơi vừa nổ máy chạy nhung ngồi bên cạnh chàng sực nức mùi nước hoa linh lan với nét mặt buồn buồn một tay nhung nắm lấy tay chàng da thịt nàng vừa mát lại vừa lạnh mình thả hồn hển hỏi nhung có chuyện gì vậy? nhung ghé sát lại đáp không có gì mình ạ à, nhưng mà mình làm sao thế? có sao đâu? thế tôi ngủ có lâu không? nhung lắc đầu độ nửa giờ thôi nhưng hình như mình có ngủ đâu em chỉ nghe mình luôn thở dài và nói mơ luôn miệng thế hả? tôi vừa trải qua một cơn ác mộng sợ quá mà nghe đâu hình như có tiếng ô tô cách đây không lâu lắm phải không? Xe nào thế? Xe của anh Đức, anh ấy về lại đồn điền đấy. Mình ngơ ngác như không hiểu, chàng gặn hỏi. Anh Đức về đồn điền? Ừ, nhưng mà mình làm sao vậy? Mình như người mất trí, khẽ nhếch miệng là một nụ cười vô nghĩa không đâu vào đâu. Mình ngồi đây nhé, để em xuống pha cà phê mình dùng. Nhung xuống bếp rồi, Mạc lại gión rén đi vào. Tưởng mình còn ngủ nàng không dám đi mạnh, sợ phát ra tiếng động mạnh để nhung lại giày. Thấy mình đã thức giấc, đang đứng chảy đầu trước tủ gương. Mạc cất tiếng cười lanh lảnh. Mình quay lại hỏi. Có gì thú mà Mạc lại cười thoải mái thế? Anh đã dạy đấy à? Anh phải biết vì anh ngủ mà ban nãy em phải đòn, lãnh một cái tát lên thân đấy. Sao vậy? chả biết tại sao. Nhưng ai tát Mạc thế? Lại còn ai ngoài gì nhung ra còn ai nỡ tát em như thế minh mỉm cười khốn nạn thật tội nghiệp em tôi bé bỏng rõ khéo nói lắm ai khiến anh thương hại đấy có tử tế thì hôn đền đi vừa nói dứt lời mạc ghe má lại gần mồm minh không đắn đo nghĩ ngợi minh đặt môi mình lên má mạc hôn nhẹ một cái đột nhiên minh khẽ dùng mình một cái ghê sợ cái cảnh xa hoa phù phiếm ê chè trong giấc mộng vừa qua chợt di vụt qua trong trí của chàng. Anh làm sao vậy? Nói anh được giận chứ em trông anh cứ như là người điên vậy. Mà Mạc nói cũng chẳng xa sự thật bao nhiêu. Từ hình dáng diện mạo cho đến cử chỉ, mình giấu hệt như một người điên vậy. Cặp mắt chàng trợn trừng như chứa đầy những tư tưởng ghê gớm ở bên trong. Nhưng Mạc không chút sợ sệt, trái lại Nàng cười rất tươi mà bảo Minh Anh là một con người rất lạ Có gì mà lạ Anh mổ, anh viết văn Anh nghèo mà được gì em yêu Tưởng thế cũng đã là lạ lắm rồi Nhưng thật chưa thấm vào đâu So với chuyện hôm nay Mình cau mày không hiểu Mạc lại nói tiếp Bạn nãy mình vào chợ Hẳn anh còn nhớ Dĩ nhiên Một cô hàng hoa bị ngất xỉu Chính cái cô bán hoa cho chúng ta ấy Vừa rồi mở gói hoa ra cắm vào bình thì lạ quá anh ạ. Nhưng mà lạ thế nào mới được chứ? Trong bó hoa có 50 bạc. 50 bạc? Vâng, 50 bạc. Chẳng biết là cô hàng hoa cô ý gửi tặng anh hay là cô ta vô ý bỏ quên đấy. Thảo nào lúc ấy em thấy cô ta lúng túng buộc bó hoa lại thì ra cô ta nhét tiền vào giữa mơ lá khúc tần anh ạ. Mình chết lặng cả người không nói nên lời. Mạc lại tiếp tục luyên thuyên không nghỉ. Nếu cô ấy có gửi tặng thì chỉ có thể là tặng anh mà thôi. Anh Đức thì quá giàu có rồi. Năm mươi bạc ấy có thấm vào đâu. Mà nếu bảo là tặng chúng tôi thì lại càng vô lý. Chẳng có nghĩa gì cả. Đâu? Năm chục bạc ấy cô đẻ ở đâu? Đấy. Dì em bảo em giữ đó để trả lại cho cô hàng hoa. Mạc đưa sấp bạc cho mình. Chàng đón lấy vở đếm và cũng vừa để xem xét từng tờ. Chàng nhận ra ngay là sốp tiền 5 đồng chàng đưa cho Liên hôm nọ. Chàng còn nhớ dành mạch 4 tờ bạc mới và 6 tờ cũ. Trong 6 tờ cũ, có một tờ đã rách gần đứt ra làm đôi. Mình bỏ tiền vào túi áo nói. Thôi, cô để việc này cho tôi nhé. Tôi sẽ trả lại cho cô ấy. Mạc mỉm cười khi nhớ tới lời Nhung nói. Vợ anh ấy cũng bán hoa. Nàng nhí nhảnh hỏi một cách tinh danh anh quen cô hàng hoa đó à phải thú nhỉ mà trông cô ta đẹp lắm anh ạ à. mình không để ý gì đến câu hỏi của mạc chàng lấy mũ đội rồi từ từ bước xuống cầu thang mạc chạy theo hỏi anh đi đâu đấy có phải đi trả lại tiền cho cô hàng hoa đó không phải nhớ về ăn cơm chiều nhé được về chứ mình đi rồi mạc lại đánh phấn trước gương bỗng nhung từ đâu bước vào tay bưng một ly cà phê không thấy minh đâu nhung bèn hỏi anh minh đâu không biết gì ạ à? vậy lúc mặc lên anh ấy còn ở đây không còn đặt ly cà phê xuống bàn nhung nhìn bóng mạc phản chiếu trong gươm gầm giọng hỏi Áp hẳn mày lại lôi thôi gì với anh ấy rồi phải không mạc quay lại lắc đầu nói không cháu nào có lôi thôi gì đâu nhung nói như mắng nhiếc Mày ác lắm kia Tao còn lạ gì Ồ hay sao gì cứ mắng cháu hoài vậy Cháu nào có ác ý gì Cháu chỉ kể chuyện 50 bạc cho anh ấy nghe thôi Chứ có làm gì đâu Biết ngay mà Mày thật ác kinh khủng Vậy mày có biết anh ấy đi đâu không Cháu đưa sấp tiền cho anh ấy Anh ấy bảo anh ấy đi trả lại cô hàng hoa Nhung bỗng chép miệng lẩm bẩm nói một mình Thôi thế cũng xong là vì Nhung yên trí rằng Minh trả lại với Liên. Trong suốt một tuần lễ này, Nhung nhận thấy tính nết Minh thay đổi hẳn. Chàng không còn vui vẻ đùa dỡ như xưa nữa. Có khi chàng ngồi một mình thường người ra, rồi cất tiếng cười lên thật quái đản. Nhung nghe mà gây sợ rùng mình. Trước kia đọc văn của Minh, Nhung tưởng Minh chỉ có một tâm hồn lãng mạn, chứa đầy những sự yêu thương nồng nàn. Nhưng rồi mỗi ngày Nhung một hiểu rõ thêm rằng, sự thật hai trái tim của Minh và nàng không thể hòa chung một nhịp được cái lãng mạn của minh chỉ là cái lãng mạn êm đềm trong sạch khác hẳn với tính yêu đương phóng đãng của nhung hạnh phúc của minh chỉ có thể có ở trong một gia đình chất phác mộc mạc một cảnh êm đềm lại hiện ra trong trí của nhung đó là cảnh một gian nhà tranh có vườn hoa chung quanh và nhung nhớ tới hôm nàng đến thăm minh nàng thầm nghĩ địa vị ta không phải ở đấy mà địa vị chàng cũng không phải ở đây tốt hơn hết là mỗi người nên đi một ngả chứ không thể cùng nhau để hòe trên con đường ân ái mãi được nhung mỉm cười nàng đứng dậy gọi mạc cô cháu hấp tấp chạy vào nhung hỏi anh minh có nói bao giờ về không không gì ạ à? mạc ạ à, gì chắc cô hàng hoa ngất xỉu đó là liên liên là ai vậy gì là vợ anh minh mạc ngây thơ cười tủm tỉm Ồ, vợ anh ấy đẹp quá nhỉ? Dì nghĩ sai đâu. Nếu chẳng phải Liên, thì tại sao anh Minh lại nhận số tiền 50 đó? Chắc là anh Minh viết giấy cho vợ kêu túng, nên vợ anh ta gửi cho bằng một cách đặc biệt như thế đấy. Bán hoa thế mà giàu nhỉ? Chứ sao? Cháu không thấy bao nhiêu người bán hoa, có xe hơi nhà đi đó sao? Trở lại câu chuyện đi. Thế rồi sao nữa gì nhỉ? Nhung trầm ngâm dây lát rồi tiếp. Dì nghĩ mà thương hại con bé Dì cháu mình quen chơi bời Nên chẳng còn tấm ái tình nào là ngây thơ thành thực nữa Còn nó thì khác Chỉ nhắc chung thế chồng đi với gái Nó đã tức về ghen đến nỗi ngất xỉu đi Thì đủ biết nó yêu chồng nó đến đâu rồi Có lẽ anh mình định về lại với vợ phải không dì Dì cũng mong thế Ồ thế thì sướng lắm nhỉ Đừng hỗn mạc Nhưng mà không sợ Nói toạc móng heo nói thật dì đừng giận cháu chẳng biết tại sao gì lại yêu được một người nghèo xác nghèo sơ như vậy im mạc biết bao nhiêu người nay tặng gì cái nọ mai tặng cái kia thiếu điều tán ra bại sản vì gì thì gì lại chẳng coi vào đâu đã bảo im mà lại cháu phải nói cho dì biết chứ cháu không muốn gì bất công như vậy im ngay không tào tát chết bây giờ mạc phụng phịu miệng lẩm bẩm bước xuống thang gác Chương 12 Con đường cũ Mình ở nhà nhung ra Diện mạo bơ phở tinh thần bại hoại Chàng cắm đầu đi thẳng về phía trước mặt Mà chẳng biết là đi đâu Đến ngã à tư trước một cửa hiệu thuốc tây Mình băng đường chạy qua phía bờ hồ Đứng co mày nhìn theo chiếc xe hơi Xém chút nữa cắn vào chân chàng Chợt sau lưng có tiếng nói Ông mua hoa Nghe hai tiếng mua hoa mình đứng lặng yên không cỡ quậy mà cũng không dám quay đầu lại mặc dầu mấy cô bán hoa đã mời đến ba bốn lượt. Mấy cô bán hoa cười khúc khích bảo nhau. Cái ông này sao mà khinh người đến thế? Mời mãi đã không mua thì thôi, lại còn chẳng thèm nói một câu nào. Mình toan ngoảnh lại cự nhưng lại sợ gặp mặt người quen. Nghĩ lần thần, mình định đi giật lùi. Ý tưởng ngộ nghĩnh ấy khiến chính chàng cũng phải bật cười. Một cô hàng hoa ngước mắt lên Ngắm dáng điệu cái ông đứng cười một mình Rồi lại bảo nhau Quái lạ Ai trông như anh Minh ở làng mình đấy mà Lại có tiếng nói lớn Bậy Anh Minh làm gì có tiền mà ăn mặc bảnh thế Mình không dám Ở lại nghe thêm lời nào nữa Chàng chạy ù sang lại phía hè bên kia Rồi dạo bước đi về lối nhà hát Tây Cái gương của hiệu bán đồ trang sức Phản chiếu bóng Minh Chàng tần ngần đứng lại tự ngắm bộ mặt hốc hác và cặp mắt khô khan sâu hoám lại của mình. Đi quá giảm hát từ lúc nào mà Minh cũng không hay, mà chàng cũng không hiểu chàng đi ra con đường ấy để làm gì. Cho đến lúc gặp luồng gió lạnh thổi tạt đến, chàng mới dùng mình đưa mắt mình mới phát giác ra mình đã ra tới bờ sông. Chàng lắc đầu tự hỏi, ta ra đây làm gì, mà ta đi đâu mới được chứ? Mà phải, giờ ta đi đâu đây? đứng trên bờ đê, nhờ gió lạnh từ sông thổi tạt vào, làm cho mặt minh bớt nóng và máu trong huyết quản hình như cũng vì thế mà chạy chậm lại. Mình thấy đỡ sốt ruột, đỡ nóng này, trái tim chàng đỡ phải đập mạnh, tâm trí chàng được thư thái hơn và tư tưởng được xếp đặt đâu ra đó hơn. Rồi minh bình tĩnh ôn lại những chuyện đã xảy ra. Mình luôn luôn nhớ tới quang cảnh náo nhiệt ở chợ Đồng Xuân khi liên ngất đi, chàng làm bẩm. Sao lại ngất đi Chắc vì lúc ấy liền nghe thấy có người gọi tên mình Nên tức giận út lên chứ gì Mình chỉ mong Liên không trông rõ mình đi với tình nhân Chàng cố nhớ lại thử xem Lúc bấy giờ chàng đứng chỗ nào Và chàng nhớ là hàng cam cách hàng hoa không bao xa Dầu sau thì Liên cũng nhìn thấy ta Vì ta đứng mà Liên ngồi Nghĩ quanh nghĩ quẩn Mình tóm lại vẫn chỉ mong rằng Người ngất xỉu đó không phải là Liên Chàng cố tìm hết tất cả các lý lẽ để tự chứng minh cho mình rằng sự mong ước của mình là sự thật. Phải, ai lại không có lúc ngất đi. Và lại đã lâu ngày rồi, Liên vẫn ở nhà chứ đâu còn đi bán hoa như trước nữa. Minh thỏ tay vào túi, lấy thuốc lá ra hút. Mình lôi ra sắp giấy bạc mà lúc nãy Mạc đưa cho chàng. Đây là cái cớ hiển nhiên chắc chắn rằng người hàng hoa ngất xỉu đó chính là Liên chứ chẳng thể là ai khác được mình ngắm nghĩa từng tờ giấy bạc thật tỉ mỉ và kết luận rằng đây chính là dấp bạc chàng đưa cho vợ hôm nào. Mấy người đi chơi trên đê gặp mình bấm nhau cười khúc khích, mình cho là họ chế giễu mình, vội vàng ấn dấp tiền vào túi rồi lấy diêm mồi thuốc hút, mắt nhìn ra sông ngắm cảnh. Trời đã gần về chiều, ngoài bãi đã bắt đầu lạnh lạnh, xa xa cát ở cù lao nhỏ giữa sông bị gió thổi cuốn đi bay tàn mát ra thành một làn khói trắng xóa, tựa như sương mù nhẹ nhàng hoạt động trên dòng nước đỏ lờ đờ. Tâm trí mình như đang bị đám sương dày bao phủ, chẳng loay hoay tự hỏi bây giờ làm thế nào, bây giờ đi đâu. Chẳng đã toan về ngay nhà xem bệnh tình liên ra sao, nhưng chẳng lại sợ chạm mặt với liên. Chẳng vẫn biết là nàng dịu dàng nết na và luôn luôn phục tòng chồng, thì sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng trách mình cả nhưng vì chàng thấy hổ thẹn với lương tâm và rồi ngựa quen đường cũ thói chơi bời ham vui tửu sắc lại nổi lên xâm chiếm cõi lòng của minh chàng lại muốn trở về với nhung chàng nghĩ tới những lời an ủi những cách âu yếm của nàng đã bao lần phiền muộn mình vẫn tìm được mọi sự quên lãng trong lòng những cô gái giang hồ minh vừa đi lang thang vừa đăm đầm nghĩ ngợi Mãi nghĩ ngợi nên đến hồ hoàn kiếm lúc nào mà không hay chàng đi lại ngồi lên một chiếc ghế dài nghỉ chân cái tháp giữa hồ rung rinh in hình trên mặt nước cảnh ấy làm mình nhớ lại hôm vừa khỏi mắt và cũng từ đó mình ôn lại được cả một thời kỳ đau yếu dài đằng đẵng với bao nhiêu khó nhọc khổ sở của hai người thân yêu nhất trên đời của chàng liên vợ chàng và văn bạn chàng mình hai tay ôm lấy đầu ngồi suy nghĩ thật nhiều từ hôm bình phục cho đến nay chưa bao giờ chàng dành thì giờ nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất của đời chàng phải chăng chỉ khi hoàn nạn con người mới nghĩ tới ân nghĩa và khi khấm khá lại tỏ ra kiêu căng trở thành bội bạc chăng sau cùng mình đứng phát dậy quả quyết gọi xe về nhà để tạ lỗi cùng liên xe rẽ vào vườn bách thảo mình xuống đi bộ về nhà hình như chàng có vẻ nơm nớp lo sợ đột ngột giáp mặt với liên trong lúc này kia cậu minh mình quay lại Thì ra đó là một người đàn bà láng giềng Mình chưa kịp chào lại Người ấy đã tiếp tục hỏi Thế nào mợ ấy đã khỏi hẳn chưa cậu Mình sợ nhũn cả người Nhưng không dám để cho người kia biết rằng Mình chưa hề có mặt ở nhà Kể từ lúc Liên gặp nạn Chàng cố giữ nét mặt thản nhiên đáp Cảm ơn bác Nhà tôi đã khá nhiều rồi Ghê quá Ban trưa ở chợ mợ ấy làm chúng tôi hết hồn Chẳng biết mợ ấy cảm kiếc ra sao Mà lại đến ngất đi như thế Mặt mình tái dần lại Chàng yên lặng đi bên người hàng hoa Để nghe nốt câu chuyện Người kia hỏi Cậu Văn là bạn cậu đấy phải không Vâng Cậu ấy tử tế lắm Hôm nay mợ ấy ngất đi Chúng tôi gọi mãi mới tỉnh Rồi mợ ấy nhờ tôi đưa về nhà Hỏi thăm thì mợ ấy vẫn bảo thường bị thế Mà mợ ấy vẫn thường ngất đi như vậy hả cậu Vâng, vẫn thường như thế. Nhưng cậu làm sao thế? Trông mặt cậu xanh nhợt nhạt, mắt thì sâu hoắm. Không có gì đâu, tôi vẫn như thế. Tôi đưa mợ ấy về đến nhà, mợ ấy lại ngất đi một lần nữa. Tôi cuống lên bảo ông Hoạt đi tìm cậu, nhưng ông ấy bảo không biết cậu ở đâu. Mãi về sau mợ ấy mới tỉnh. Tôi hỏi có biết cậu ở đâu không? Thì mợ ấy nói đến phố cửa đông, số nhà 510 mà hỏi ông Văn thì biết ngay. Tôi bảo ông Hoạt đi ngay Rồi mãi đến lúc cậu Văn đến Mới trở về chợ để bán hàng Nhưng kìa cậu làm sao vậy Lúc ấy Mình đã buồn dồn hết cả chân tay Phải cố vịn vào một gốc cây Mà người vẫn như lảo đảo Người đàn bà đặt cánh xuống Lại đỡ mình Cậu sao thế Cảm ơn bác Tôi cảm thấy hơi chóng mặt một chút Có sao không Không hề gì Thôi bác về trước đi tôi ngồi nghỉ một tí Sau khi người đàn bà đi rồi Mình cố men tới cây ghế bên hồ ngồi thở Chàng chép miệng lắc đầu rồi lẩm bẩm Không ngờ liên hiền lành nhu mì đến thế Mà khi ghen lại dữ dội đến thế này Chàng bỗng đem lòng oán trách đức và hai dì cháu nhung mạc Có thể là vì trong lúc quá bực tức Chàng cho là bọn họ xếp đặt trước Dắp tâm đưa chàng vào cạm bẫy Chừng một phút sau, tinh thần Minh đã được tỉnh táo phần nào và tiếp tục nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Chẳng nghĩ thầm. Sau liền lại cho tìm Văn, hỏi xem mình ở đâu thì vô lý thật. Văn biết thế nào được chỗ mình ở? Hay... hay họ thế nào với nhau rồi? Trong trí Minh chợt hiện ra cái hình ảnh liên chít khăn nhung đen và vận áo cải khuy. Đồng thời tai chẳng nghe đâu đâu câu nói đùa giỡn của Nhung Bạn anh mà lại không hôn vợ anh cái nào nhưng khi nghĩ đến văn minh nhận thấy rằng từ đầu đến cuối dù cử chỉ cũng như lời nói bạn chàng là một người quân tử ngay thẳng hiếm có trên đời nghĩ đến đây minh lại tự đâm ra hổ thẹn với lương tâm lại một phen nghĩ bậy cho bạn và vợ chàng tự nhủ cũng như tự trách mà mình có ra gì đâu cơ chứ giả sử như họ có thế nào với nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ là lỗi tại mình thôi còn trách ai được mà văn xứng đáng làm chồng của liên hơn mình nhiều mình rút khăn tay lau nước mắt vì mùi lòng Chàng lại lấy ra sấp giấy bạc gồm 10 tờ 5 đồng mà chàng nhét vội vào túi bàn nãy Hết nhìn sấp giấy bạc, Minh lại đưa mắt nhìn chung quanh Chàng tựa như một cái xác không hồn Cảnh vật đã bắt đầu nhuộm dần vào u ám của buổi chiều tà Trong vừa lúc này vắng tinh không một bóng người qua lại Ở cái củ lao giữa hồ, một con bổ nông trông bệ vẻ với cái mỏ kích sổ bước từng bước thật là nặng nề mình đứng dậy buồn rầu quay đi Chẳng là ở trông thấy đám rễ chằng chịt của cây si mà Liên có lần đã diễn tả cho chàng bằng những ý tưởng hết sức giản dị và ngây thơ. Chàng không thể ngồi ở đây mà lòng không đau đớn. Mỗi gốc cây, mỗi một vật nhỏ là từng kỷ niệm êm ái của một dĩ vãng. Chàng nghe mơ hồ như có ai mắng nhức mình bên tai rằng đồ cái thứ bạc bẽo. Quả bãi cỏ ra đến đường, minh đứng tần ngần do dự chẳng biết về hay đi chàng cũng định liều vắc mặt về nhà cho dù ê mặt đến đâu cũng cam chịu quý hồ biết được bệnh trạng của liên ra sao nhưng còn một người minh còn sợ gặp mặt hơn nữa là văn chàng chỉ lo bị văn trách mắng văn vừa là bạn vừa là ân nhân của vợ chồng chàng nếu trên đời có một người dám nói dám trách và dám mắng mà minh phải ngồi im ngoan ngoãn để nghe thì người đó chính là văn Chợt đèn điện trong vườn bật sáng Minh giật mình hoảng hốt Cắm đầu dảo bước đi ra phía cổng vườn Thỉnh thoảng chàng quay đầu nhìn lại xem Có ai đuổi theo mình không Chàng đinh ninh là Văn đang có mặt tại nhà mình Và đoán chẳng Văn cũng sắp về lại trên phố Vì trời đã tối Mình định ẩn núp vào một nơi chờ cho Văn đi Rồi mới lẻn vào nhà Nhưng rồi chàng lại cho rằng Như vậy là xấu nên lại thôi bèn đi thẳng mình lang thang một mình trên phố hàng buồm Tuy suốt ngày chưa có được một hạt cơm nào trong bụng Nhưng chàng vẫn không thấy đói Và vì rằng buổi sáng uống quá nhiều rượu Nên mình bỗng nghe trong ruột cồn cào Chàng liền ghé vào một hiệu cao lâu nhỏ Để ăn qua loa cho đỡ con ruột May ra lấy lại được bình tĩnh Để suy tính mọi việc đang trong tình trạng nan giải Mình đi thẳng vào cái buồng ở phía trong cùng Ngồi xuống chiếc ghế đầu vuông bên cái bàn tròn phủ kẽm vừa gặp mặt người chạy bàn mình thấy ngay là rất quen chắc chắn chàng đã gặp qua rồi hình như là lần chàng đi ăn với liên cách đây gần một năm bấy giờ chàng mới để ý và nhìn thấy chỗ này không xa lạ chút nào cả chàng đã từng vào đây với văn và đã cùng vợ đến đây ăn mừng ngày chàng thi đỗ mình đã toàn đứng dậy bỏ đi nhưng hình như sức lực đã tiêu tan hết rồi nếu không có gì nhét vào bao tử trống rỗng thì chắc là không xong Trăng trở nên rót dự Người hầu bàn liền hỏi Ăn cơm nhé Minh gật đầu Cho tôi thịt bò cải làn Thêm gà rán nữa Trong khi người chạy bàn Đến bảo nhà bếp làm thức cho khách Minh đảo mắt ngắm thật kỹ mọi thứ trong quán Hơn 8 tháng trôi qua Tất cả gần như vẫn thế Không thay đổi gì cho lắm Ngay cả bản đồ Trung Hoa treo lệch Này vẫn hoàn lệch nguyên vẹn Một lát sau người chạy bàn bưng món ăn vào minh nhìn vào đĩa thịt bò xào cải làn khói bay nghi ngút với đĩa gà rán chín vàng thật hết sức hấp dẫn nhưng chẳng hiểu sao thay vì cầm đũa lên ăn thì chàng lại gục đầu xuống bàn húi lên cánh tay thiếp đi lúc nào không hay người chạy bàn lại đem cơm vào thấy minh ngủ gục bèn lái dậy minh giật mình với cặp mắt đỏ ngầu minh nhìn người chạy bàn hỏi bao nhiêu tiền nhưng ông chưa ăn Tôi tự nhiên thấy no ăn không xòe. Thôi bác ăn hộ tôi nhé Người chạy bàn lắc đầu ái ngại cho khách Rồi mời ra ngoài trả tiền Nhìn lên tường mình thấy kim đồng hồ chỉ tám rưỡi Chẳng nghĩ thầm Bây giờ thì chắc anh Văn chả còn ở đây nữa Mình đi thẳng một mạch về nhà Tới cổng chẳng đứng nấp bên hàng rộng lắng tai nghe Trong nhà im phăng phắc Ngọn đèn Hoa Kỳ là mở trung thấp thoáng qua khe liếp trong một lúc khá lâu, mình thấy sốt ruột đã toan bỏ đi, thì bỗng nghe tiếng Liên nói với ông Hoạt: ông sắp quăng gánh giúp tôi, để mai tôi đi bán hoa nhé. Minh mừng quính, định tới đập cửa, nhưng rồi nghĩ lại thôi. đã đành chàng xấu hổ với Liên, nhưng chàng lại sợ thêm một điều nữa, mà chàng vừa mới nghĩ đến. Mình cho rằng có thể Liên chưa hết giận chàng, gặp mặt chàng biết đâu nàng lại ngất thêm một lần nữa thì làm sao? Minh càng nghĩ càng thấy buồn Chẳng rời nhà Một mình ly bước trong đêm Trên đường vắng vẻ Đêm hôm ấy Trung đồng hồ nhà thờ lớn điểm 2 giờ sáng Mà Minh vẫn còn lang thang Quanh quần tại hồ gươm Cò giò trong bộ quần áo dạ màu tím Mới hôm sau Văn giỏ la tin tức Tìm được nhà Nhung Nên tìm đến hỏi thăm tông tích của Minh Nhưng Nhung đi vắng chưa về Chỉ có một mình mạc ở nhà Văn vừa mới xứng tên và nói rõ mục đích mạc đã cười lớn cắt lời ngay tôi còn lạ gì anh là anh văn bạn rất thân của anh minh phải không văn mỉm cười hỏi sao cô biết anh minh thường nói luôn về anh nhưng thưa cô cho tôi hỏi anh minh bây giờ ở đâu anh ấy đi biệt tâm biệt tích từ ba hôm nay rồi mà tôi sợ anh ấy chẳng còn trở về nữa đâu xoay sang chuyện khác mạc nháy mắt mỉm cười nói Vợ anh Minh đẹp nhỉ Sao cô biết vợ anh Minh Mạc làm ra vẻ thành thạo Tôi còn lạ gì vợ anh Minh Tôi còn biết nhiều chuyện bí mật vô cùng hấp dẫn nữa kia Thấy mà không để ý gì đến câu hỏi của mình Lại đi nói toàn những chuyện vơ vẩn không đâu vào đâu Văn bắt đầu cảm thấy rốt ruột Nhưng tôi cần gặp anh Minh có việc cần Vậy nhờ cô làm ơn mời anh ấy xuống đây Tôi chỉ hỏi anh ấy một câu rồi đi ngay Ô oh, hay, tôi đã bảo anh Minh không có ở đây mà, anh còn không tin à? Anh cho là tôi giấu anh ấy ở đâu chắc, nhưng mà tôi giấu anh ấy để làm gì? Tôi được cái gì? Văn thất vọng liền đứng dậy xin cáo từ, mạc Ân cần cầm lại. Anh ngồi chơi tí đã nào? Và nàng danh mãnh hỏi tiếp. Anh có mang ơn gì tôi không? Thưa cô, mà ơn việc gì? Còn khéo giả vờ Nhờ người ta giữ anh Minh ở đây Cho nên anh mới được tự do Hú hí với cô hàng hoa xinh đẹp kia Mà lại còn hỏi ơn về việc gì Văn tức bực vô cùng Chàng cố giữ bình tĩnh Buông nhẹ một câu Rồi đi ra khỏi nhà ngay lập tức Xin lỗi cô Tôi không phải hạng người như cô tưởng Chàng vừa đi vừa lắc đầu Chàng thầm thương hại Minh Vướng vào vòng chuyện lạc Tại một nơi phổ phiếm Khác hẳn với mái gia đình tùy quê mùa nhưng êm đềm chân thật của bạn chàng. Chả trách anh ấy quên hẳn cả vợ lẫn bạn. Nhớ lại những lời nói của Mạc, cô gái giang hồ kia, thì văn chật lấy làm lo lắng vô cùng. Chẳng chỉ sợ bạn nghe lời suối xẻm của đám người kia, mà sinh lòng ngờ vực đến lòng thủy chung của vợ và lòng tự trọng của mình. Văn cảm thấy một cái gì lầm lợm trong cổ chàng. Hay có lẽ vì thế mà anh ấy không muốn về nhà nữa? Nếu quả là như vậy, thì thật anh ấy khốn nạn quá. Rồi Văn nhớ tới những gì xảy ra cho chính bản thân mình. Sự cắm dỗ của sắc đẹp và nhục dục chẳng lấy làm mừng là lý trí đã thắng được con tim. Vì lẽ đó mà chàng vẫn hãnh diện khi nói lên ba tiếng tình bằng hữu. Từ hôm lại Nhung tìm không thấy mình, Văn càng muốn gặp bạn. Chiều nào chàng cũng đi ngang qua nhà Nhung để ý xem mình có lai like vãng tới đó không. Nhưng đã hơn một tuần lễ mà vẫn không thấy bóng dáng minh đâu cả mà cũng không có manh mối nào để tìm rồi một hôm do sự tình cờ văn vào một quán nhỏ định uống một ly cà phê tại đó chàng gặp lại minh bạn mình vừa trông thấy bóng văn minh quay mặt vào phía trong rồi lấy mũ định lẻn chuẩn đi nhưng văn đã trông thấy và lại gần vui vẻ chào hỏi như không xảy ra chuyện gì nhìn cặp mắt sâu hoắm và vẻ mặt buồn bã của minh văn không muốn làm phiền lòng bạn nên chỉ hỏi thăm những chuyện vô thưởng vô phạt chẳng hạn như chuyện viết sách soạn báo sức khỏe chẳng ra sao mắt giờ đã bình thường như xưa minh thì ngượng nghịu xấu hổ đã mấy lần định đưa tay ra bắt xin đi nhưng văn tươi cười nói thì cứ thong thả uống với tôi ly cà phê đã bất đắc dĩ minh phải nhận lời nhưng chỉ ngồi như tượng gỗ chẳng nói một câu uống xong ly cà phê mình nhất định đòi trả tiền Văn cũng chiều ý chàng Ra đến đường Minh giơ tay ra bắt Văn liền gặt đi nói Làm gì mà anh vội thế Anh em lâu ngày không gặp Chẳng lẽ không đi chơi được với nhau một lát Nói chuyện ít câu sao Mình không có cách nào từ chối được Chàng chỉ than thầm Khổ rồi Thế nào bạn mình cũng giảng đạo đức cho mình nghe thôi Nhưng trái với sự tiên liệu của Minh Hai người đi chung đến cả nửa vòng hồ hoàn kiếm mà Văn chỉ nói toàn đến chuyện Văn Trương viết lách mà thôi. Văn nói rất nhiều đến những bài được đọc của Minh viết trên báo mà có thể nói là chàng gần như thuộc lòng. Ngay cả những bài thơ ngắn của mình cũng được Văn đề cập đến, phê bình nhận xét và khen ngợi một cách thật là tỉ mỉ. Thúy bạn lưu ý đến tác phẩm của mình một cách hăng say nhiệt tình. Mình hết sức cảm động và sung sướng. Chẳng vui vẻ bàn chuyện văn chương với văn, bàn mãi không biết mệt. Đột nhiên Văn buông lời như phản nàn trách móc. Tôi thấy hình như hồi này anh bắt đầu lười hay sao? Mà thấy viết ít lắm thì phải. Vâng, anh nói phải. Quả thế thật. Ý chừng anh mệt. Vâng, tôi cũng hơi mệt. Thảo nào trông anh gầy đi nhiều. Chị cũng vậy. Độ này trông xanh xao lắm. Mình chợt buồn giàu hỏi. Anh vẫn gặp nhà tôi luôn chứ? Hôm nọ tôi đến thăm anh lúc ấy anh đi vắng chỉ có chị ở nhà hình như chị không được khỏe lắm có phải thấy không anh vâng mình vừa trả lời mà vừa thấy xấu hổ chàng thơ hiểu văn biết hết tất cả mọi chuyện bằng chứng là hôm liên bị ngất xỉu văn cũng có ở nhà chàng chàng vừa nẻ vừa sợ và vừa kính phục bạn văn thật hết sức khôn khéo và tế nhị không hề đả động gì đến những chuyện trời ơi đất hỡi của chàng mà chỉ nói toàn chuyện giao tình bằng hữu rồi chẳng biết nghĩ thế nào chàng kể hết cho văn nghe từ khi nhung đến nhà chàng cho đến khi chàng mê man say đắm cái lối sống giang hồ phóng đãng văn đem lòng thương hại chàng không nỡ buông lời nào nặng nề chỉ an ủi khuyên bây giờ anh nên về nhà thôi chứ chẳng nên lang thang nữa vừa hại sức khỏe vừa tốn thì giờ quý báu tôi hối hận lắm anh ạ à. bây giờ đầu óc tôi rối loạn hết cả rồi không còn được điểm tĩnh như trước nữa cái thói ăn chơi bạt mạng cũng làm tôi hỏng đi mất rồi không còn nghị lực nào để viết lách nữa lắm lúc nghĩ đến sự trống rỗng trong cái lạnh lẽo của cuộc đời vô nghĩa mà tôi lấy làm ghê sợ mình kể cho văn nghe một buổi chiều chàng lang thang trên con đường cổ ngư lòng chán nản u buồn những ý tưởng kinh hoàng như ám ảnh tâm trí chàng hoàn toàn chàng cảm thấy tương lai sẽ đưa chàng đến một địa ngục tối tăm nhất là khi nghĩ đến sự bạc bẽo của mình có lúc chàng tự cho mình là một kẻ khốn nạn không đáng sống trên cõi đời này nữa. Cái hình dung héo hon của vợ lúc mình đang mắc bệnh lại hiện ra trước mắt chàng một cách rõ rệt. Mình ẻo oải nói tiếp. Lúc bấy giờ tôi tưởng chỉ còn lấy cái chết để tạ lỗi với người vợ hiền và người bạn quý. Tôi ngồi bên vệ đường, lý quyền sổ và cây bút chì, cố thuật lại mọi sự cám dỗ của tửu sắc. Xong trí tôi rối loạn, không còn viết được câu nào cho có ý nghĩa Ngồi hàng giờ mà chỉ ngoạch ngoạc được ngoạc một dòng Tôi xin hai người Anh Văn bạn yêu quý của tôi Và Liên và yêu của tôi Tha thứ cho tôi Văn cảm động liền cố an ủi bạn Anh rõ lần thần Anh nào có lỗi gì đâu Còn như chơi bời thì đàn ông ai chẳng có lúc Như không để ý tới lời Văn Mình nói luôn Rồi tôi toan tự tử Cho hết cuộc đời vô vị đầy mặc cảm tội lỗi Xong tôi lại nghĩ nếu cứ làm liều rồi chết Thì chả hóa ra ai cũng có thể làm liều được ư ừ. Nhưng rồi tôi lại đổi lối suy nghĩ Tôi tự bắt tôi phải sống Mà sống một cách khốn nạn Để trả nợ Để đền bù lại cho tấm lòng bội bạc của tôi Từ đó mặc dù tôi vẫn sống Nhưng thật ra chẳng khác người đã chết bao nhiêu Anh Văn ạ à, Tôi thật là rỗng tuếch vô tích sự Như tôi đã nói Có nhiều lần tôi toàn viết thư cho anh Và cho Liên để xin lỗi nhưng tôi lại biết tính cả anh lẫn vợ tôi hai người thật là bao dung và rộng lượng tôi biết thế nào cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi nhưng tôi thật không xứng đáng để cho anh và liên tha thứ chút nào văn yên lặng để cho bạn cứ việc tha hồ nói hết tâm sự chẳng biết khi một người đang đau khổ mà nói ra được hết tất cả nỗi khổ của mình với người khác nhất là người thân hiểu biết mình thì lòng cho dù chưa thấy thoải mái ngay cũng sẽ vơi đi được rất nhiều những ưu tư đang đè nặng trong người. Văn dẫn mình tới cái ghế dài ngồi nghỉ, chàng ôn tồn nói: Thế mà đã khuya rồi đấy, anh có nghe thấy tiếng đồng hồ nhà thờ điểm 9 giờ khi nãy không? Thế à? Anh về nhà tôi nghỉ đi, đã lâu nay không gặp anh, tôi còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Cảm ơn anh, xin để khi khác. Vậy bây giờ anh ở đâu? Mình không trả lời Chàng không muốn Văn biết chỗ ở của mình Nên khi thấy Văn hỏi Thì chàng và nói lảng sang chuyện khác ngay Tôi đang soạn một chuyện Về cuộc đời phóng đãng của những văn nhân Chỉ vì lãng mạn mà dần dần Đưa đến chuyện lạc trong xa hoa và nhục dục Anh ạ à, Trước đây tôi vẫn tưởng là đời văn sĩ Trái ngược tương phản với đời sống gia đình đậm ấm Nhưng tôi lầm Ta càng phóng đãng tự tách rời Ra khỏi đời sống gia đình bao nhiêu tri thức ta càng trở nên nặng trĩu với tư tưởng vật dục để rồi một ngày một thế mở ám. Muốn sống một đời sống dành cho văn chương, ta phải có tâm hồn thư thả nhẹ nhàng. Muốn được như thế, không gì bằng có được một người bạn trăm năm và những người bạn tốt luôn luôn ở bên mình khuyến khích ta, an ủi ta trong những lúc đen tối bị thất vọng. Văn bắt liền cơ hội khuyên Nếu vậy thì anh càng nên trở về nhà Mình ngắt lời Không được, Tôi còn phải tự bắt tôi chịu đựng thêm nhiều khổ sở ê trẻ đã Và lại tôi biết Liên còn giận tôi lắm Anh thì anh hiểu tôi Và sẵn sàng tha thứ cho tôi đã đành Nhưng vợ tôi dù sao cũng là đàn bà Không thể nào dễ tha thứ như anh được đâu Trước kia tôi vẫn tưởng vợ tôi quê mùa chẳng biết gì Nhưng từ khi tôi thấy vợ tôi trả lại Không thèm nhận số tiền 50 bạc của tôi đưa Thì tôi mới hiểu rằng Những cử chỉ và tính tình cao thượng không phải chỉ nằm ở dưới trí thức không thôi. Rồi minh bỗng im bặt, đưa mắt nhìn mặt hồ đang phản chiếu ánh điện, văn nhỏ nhẹ khuyên bảo: anh thực có tâm hồn thi sĩ, nghĩa là anh lãng mạn lắm. Nội cách anh muốn tự trừng phạt mình cho khổ sở để chuộc lại lỗi lầm cũng đủ thấy anh có những tư tưởng kỳ dị và xin lỗi, có thể nói là điên cuồng. Anh phải biết trong khi anh muốn chịu nhục như các tu sĩ phạm giới đời xưa thì vợ anh và bạn anh cũng vì anh mà khổ sở, chẳng biết anh có nghĩ đến không. Anh hãy nghe tôi, anh nên về ngay, biết bao nhiêu hạnh phúc êm đềm nồng thắm đang đón chờ anh. Rồi chúng ta lại cùng nhau viết văn soạn sách và cùng nhau theo đuổi những công cuộc ích lợi cho đời và cho người. Mình hai tay ôm đầu tư lự, chẳng thầm so sánh hai khía cạnh cuộc đời, một giản dị đạm bạc trong mái ấm gia đình và hai sán lạn kiêu căng với những lạc thú tạm bợ. Chàng bỗng đứng dậy tự ý bắt vội tay văn, rồi dảo bước đi nhanh, chẳng khác như một tội phạm tìm cách cao chạy xa bay, lánh xa nhà chức trách. Mình có biết đâu rằng, văn người bạn tốt quý hóa có một không hai trên đời của mình, đang lẹo đẽo theo sau. Đi một hồi lâu quay lại không thấy còn bóng dáng văn đâu nữa, chàng mới yên tâm gọi xe để về lại nơi trú ẩn. Một tiếng sau văn về đến nhà, lòng chàng vừa vui sướng vừa lo sợ vui sướng vì đã tìm ra chỗ trốn của bạn và lo sợ vì chàng cho là bạn có lẽ đã mất hết trí khôn chàng có ngờ đâu rằng như phần đông đám thiếu niên trụy lạc mình đang trải qua thời kỳ khủng hoảng tinh thần trong thời kỳ ấy nạn nhân thường cảm thấy cuộc đời vô vị nhưng văn hiểu sao cho được những ảnh hưởng ghê gớm của khói thơm thuốc viện trong những đêm dài bên cạnh các cô gái giang hồ tình dục bốc lửa sáng sớm hôm sau văn tìm đến gặp liên kẻ cho nàng nghe việc gặp gỡ của chàng với minh liên lạnh lùng bảo văn thôi anh ạ à, anh ấy đã không muốn về thì cứ để mặc anh ấy văn phản đối chị nói thế không được anh minh đang mê muội chưa tỉnh nếu mình cứ để mặc kệ thì biết bao giờ anh ấy mới tỉnh ngộ được bây giờ là lúc ta nên bỏ hết những điều giận hờn mà chỉ nghĩ đến việc cứu vớt một tâm hồn đang sắp sửa chết đuối rồi văn thuật lại hết mọi điều chàng nhận xét được trong sự hoán cải tâm hồn của mình từ tư tưởng đến tính tình chàng lại khuyên xem ra bây giờ anh ấy không được đơn thuần và vui vẻ như xưa nữa nét mặt anh ấy luôn ủ rũ và lời nói nhuộm đầy vẻ chán nản hận đời anh ấy khổ sở lắm chị ạ à. tự anh ấy làm cho mình khổ sở đấy thôi chứ có ai bắt anh ấy như thế đâu nhưng nếu anh ấy khổ thì liệu chúng ta có sung sướng được hay không? Liền động lòng chắc ẩn Trong lúc tức giận Nàng tưởng nàng có thể ghét được Người đã ruồng rẫy nàng để đi với gái Nhưng khổ nỗi Ái tình chân thật của các cô gái Á Đông Vẫn khăng khít đậm đà Nhất lại là ái tình được vun sới Từ tình bạn lúc đôi bên còn thơ ấu Và theo thời gian Tình bạn đó biến chuyển thành tình yêu và rồi đôi lứa nên vợ nên chồng vì thế tình yêu đó đã siết chặt đôi bên khiến hai người như một cho dù có sóng gió bao nhiêu nhưng người này thật khó lòng mà ghét mãi được người kia chứ chưa nói đến chuyện bỏ văn cũng nhìn thấy được điều đó chàng ôn tồn nói mà cũng như là khích tướng liên ấy tùy chị đấy sau này có ân hận hay bị lương tâm cắn rứt thì đừng trách tôi sao không nói trước liên càng nghĩ càng cảm động trước thịnh tình của văn đối với vợ chồng nàng từ những cử chỉ lời nói cũng như hành động bấy lâu nay cũng đủ chứng tỏ lòng cao thượng phi thường của văn liên đôi khi vẫn ngờ văn yêu thầm thương trộm mình mà nàng nghi cũng không sai văn quả thật lúc nào cũng vẫn yêu nàng nhưng vì yêu nàng văn muốn cho gia đình nàng êm ấm hạnh phúc lại như xưa thay vì lợi dụng cơ hội nước đục thả câu chính liên nhiều lúc cũng tự hỏi rằng trong thời gian mình đổ đốn sinh tật làm tan nát cõi lòng nàng thì văn vẫn thường lui tới an ủi khuyên nàng giả sử như những lúc đó văn gợi ý tỏ tình cùng liên thì thật chưa biết chuyện sẽ đi về đâu thấy liên vẫn im lặng không trả lời văn lại hỏi thế nào hả chị được rồi vậy mai đi tìm anh ấy nhé văn vui mừng ra mặt có thế chứ nhưng tại sao ta không đi ngay bây giờ có hơn không liên nghĩ đến những lời hăm dọa của văn mà lấy làm lo sợ cho chồng nên nàng chịu nghe theo lời văn đi với chàng tìm chồng tuy rất giận minh nhưng nàng vẫn mong gặp lại mặt vì đã hai tháng nay mình không hề bước chân về nhà người trong xóm chỉ trỏ thì thầm khúc khích cười khi họ nhìn thấy liên đi chung với văn người mà họ vẫn gặp thường xuyên lui tới nhà nàng nhưng liền cũng chẳng buồn để ý đến những lời đàm tiếu của thiên hạ. Người đời từ lâu vốn thích đa sự, thích bàn tán đến chuyện của người khác. Muôn đời vẫn vậy, con người dù khôn ngoan là chúa tể muôn loài, nhưng lòng dạ cũng độc ác hơn bất cứ loài dã thú nào. Hay nói một cách đúng hơn là ác hơn tất cả các loài dã thú cộng lại. Nỗi buồn, nỗi bất hạnh của một người thường là niềm vui, là đề tài cho những trò tiêu khiển của bao nhiêu kẻ khác. Liền toan gọi xe thì văn gạt đi, bảo nên đón xe điện. Lúc bấy giờ nàng mới sực nhớ ra điều gì, liền hỏi văn hiện mình đang ở đâu. Nàng rất đỗi kinh ngạc khi văn cho biết chồng nàng đang ẩn náu tại làng mọc, ở chung với một người bạn học ngày xưa. Tới bà hồ liên và văn chuyển xe để về ngã tư sở vừa bước lên xe điện hà đông chợt nghe có tiếng ai cười nên văn quay lại chẳng nhận ra đó là mạc mà chàng đã có một lần tới nhà hỏi thăm tông tích minh mạc chỉ cười mỉm cúi đầu chào giới thiệu với người phụ nữ đồng hành dì nhung ạ à, anh văn đây là bạn thân của anh minh đấy liên còn đang bỡ ngỡ thắc mắc vì sao văn quen hai cô lạ mặt này thì cả hai cùng bắt tay chàng một cách tự nhiên thoải mái mạc nháy mắt nói với văn thú nhê thế mà cứ giấu giếm mãi văn tỏ mặt tức giận định bỏ sang toa xe khác thì mạc tinh danh giữ chàng lại hỏi đưa nhau đi nghỉ mát ở đâu đấy văn cau mặt cử lại đừng có nói bậy chị minh đấy mạc phá lên cười nói thì ai còn lạ gì cô hàng hoa xinh đẹp kia quay qua liên mạc hỏi như trêu chọc có phải không cô nhung thấy vậy liền quắc mắt quát mắng mạc nhưng mạc vẫn nhở nhơ như không càng ra vẻ lờn mặt và anh minh đấy gì chị ấy đi chơi với bạn chồng văn lại một phen xấu hổ vì trò đùa thiếu văn hóa của mạc chàng cắm đầu bước thẳng sang toa hạng nhì liên cũng đi theo chàng khẽ hỏi ai thế anh không thấy văn trả lời nàng lại hỏi Có phải tình nhân của nhà tôi đấy không? Văn vẫn lặng thinh không đáp Chỉ khẽ bảo Liên xuống toa dưới ngồi Liên hơi bực bội vì câu hỏi của nàng không được trả lời Nàng đang hối hận tại sao lại nhận lời đi theo Văn Để gặp phải những chuyện bực mình không đâu Liên nghĩ thầm Có lẽ họ cho anh Văn với mình là một cặp tình nhân nhớ lại những điệu bộ chế diễu của những người trong xóm lúc mới rời nhà liên đã toan bỏ văn trở về nhà lại một mình nhưng văn đã lấy vé và xe đã bắt đầu chạy liên đành ngồi im để mặc chuyện tới đâu thì tới nửa tiếng sau xe tới ngã tư sở văn và liên vừa bước xuống thì mạc thò đầu ra ngoài gọi anh văn văn quay lại mạc cười danh mãnh hỏi anh minh mù à chỉ nói bậy Xe điện tiếp tục chạy Mạc còn cô cúi xuống nhìn Liên Nói thêm một câu Hồn hộ anh Văn cho em mấy cái nhé Liên mặt đỏ ửng Đứng nhìn xe điện chạy về lối đi Hà Đông Mãi đến khi tiếng Văn hỏi nàng rằng Đi bộ hay đi xe Liên mới như bừng tỉnh người Quay lại nhìn Văn lắc đầu nói Chịu các anh thôi Thật ghê quá Ê trẻ quá đi Nhưng thưa chị tôi có quen mấy người đó đâu không quen sao người ta lại biết tên anh chắc là anh minh nói chuyện với họ vì tôi liên cất tiếng cười giọng như tra khảo nói chuyện mà người ta lại biết được mặt anh lâm vào thế chẳng đặng đừng văn liền đem chuyện đến nhà nhung dò la tin tức minh làm sao kể hết cho liên nghe giọng chàng có vẻ ngập ngừng và thẹn thùng văn vốn dĩ chẳng ưa gì cái lối sống của đám gái giang hồ nên chẳng muốn nói chuyện gì có liên quan đến họ cả. Nhưng sợ bị liên hiểu lầm, chàng bất đắc dĩ phải kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng chàng cũng phải dè dặt từng lời nói, quyết không để cho liên coi thường. Liên xưa nay vốn coi trọng văn, nếu nàng cho là chàng cũng thiết tha đến cái lối sống bạt mạng đã đưa mình vào vòng xa đọa, tất nhiên nàng sẽ mất cảm tình nhiều với chàng. Không phải vì văn mong được liên yêu nhưng chàng vẫn muốn giữ mãi Cái hình ảnh quân tử cao thượng Luôn luôn với bạn cũng như vợ bạn Cũng như chàng đã giữ mình Không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc Ngay xong câu chuyện liền thở dài hỏi lại Thế chồng hai người Thì người nào là tình nhân của nhà tôi Người lớn tuổi Chồng cô ta có vẻ chứng chạc nhỉ Văn tảng lờ Nói sang chuyện khác Bây giờ mình đi xe hay đi bộ đây? còn bao xa nữa hả anh đổ hai cây số thôi vậy thì đi bộ cho xong vâng thì đi bộ đưa mắt nhìn dặng hoa xoan tây đỏ ối với cành lá rũ là là hai bên đường liền lại chợt nghĩ đến mùa thi nàng còn nhớ năm trước đi ngay ngóng chờ xem tin tức kỳ thi vấn đáp của chồng nàng ngồi nghỉ mắt dưới một gốc cây xoan tây cao vút và mềm mại rồi nghĩ sang chuyện nọ tới chuyện kia cái cảnh chồng bị mù lại hiện ra trở lại. Còn Văn thì có vẻ ngợ ngùng, cái ngợ ngùng vì rung động. Đi bên cạnh Liên, chàng cảm tưởng như đi với tình nhân dạo mát. Nhưng khi nghĩ đến tấm lòng ngây thơ của Liên và tình bằng hữu chân thật của mình đối với mình, chẳng bỗng tự cảm thấy xấu hổ, liền đi lùi lại phía sau, rồi cố chậm một hai bước để Liên vượt qua. Như thế chàng khỏi bị mang tiếng là đi ngang hàng, cặp kè với vợ bạn. Nhưng Liên thật thà, nào có hiểu được tính tình kín đáo và cử chỉ tế nhị của Văn. Thấy Văn đột nhiên đi chậm lại, nàng cười hỏi. Anh mỏi chân rồi ư? Chưa chị ạ. À? Thế sao anh đi chậm thế? Văn cười đáp. Vâng, thì đi nhanh. Nhưng chẳng khi đi nhanh thì lại nhanh quá, khiến cho Liên không sao theo kịp, đến nỗi cứ phải dừng lại luôn luôn để chở Liên khi đi ngang qua một hàng tạp hóa ở chợ mọc thấy liên đứng lại nhìn người chủ liền mời cậu mợ mở, mở hàng cho em đi câu nói làm liên mắc cỡ đỏ ửng cả hai má văn thấy vậy vội chữa thẹn cho nàng chị tôi đấy bà rồi cố ý lảng sang chuyện khác chàng bảo liên sắp đến rồi chị hãy ngồi tạm đấy đợi để tôi đến hỏi thăm xem anh ấy có nhà không đã liên sốt ruột nói thì mình cứ cùng nhau đến có hơn không? Vâng, thấy cũng được Tới một căn nhà tranh nằm bên con đường nhỏ lát gạch cổ ghè Chỗ lồi chỗ lõm vì vết xe bò Văn dừng lại khẽ nói Đây rồi Nghe tiếng gọi ngoài cổng Một thằng bé con chừng 8 chín tuổi Trông bẩn thỉu chạy ra Văn hỏi mình có nhà không Thì thằng bé trả lời rằng chàng còn đang ngủ Mà cậu nó cũng chưa dậy Vì tối hôm trước cả hai người đều thức khuya. Liền cho là chồng thức đêm để soạn sách, nhưng Văn thì trái lại, lấy làm lo sợ cho bạn vì chàng đã đoán ra mình thức khuya để làm gì rồi. Chỉ trông sơ qua cảnh tiêu điều của nếp nhà mình đang ở trọ và cái hình thủ ốm yếu của thằng bé con, chàng cũng biết tâm hồn Minh đang đâm đầu vào một con đường dốc tối tăm. Nhớ lại những lời chán nản của Minh, Văn lại càng thêm lo chàng tin chắc rằng những tư tưởng yếm thế của minh phần lớn là do từ khói thuốc viện gây ra thằng bé con toan vào nhà thì văn gọi lại bảo em đánh thức ông minh dạy hộ tôi nhé thằng bé xua tay lia lịa nói chịu thôi ông ấy đánh chết vậy để tôi vào đánh thức cũng được thằng bé còn đang ngần ngại chưa biết phải xử trí ra sao thì văn và liên đã đi thẳng vào trong nhà văn hỏi Ông Minh ngủ ở đâu Thằng bé đưa tay chỉ Ở bên trong ấy Văn bước vào Nhưng chặt lùi ngay ra lại nhìn Liên bảo Thôi chị đừng vào nữa Có người lạ Nhưng Văn đã chậm mất một bước Vì Liên đã nhanh chân vào đến nơi một cảnh tượng bi đát mà thoáng trông qua đã làm cho nàng phải rồng mình. Trên một cái giường trải chiếc chiếu cũ, hai người nằm ngủ co cóp bên hai ngọn đèn nha phiến tà mờ đặt trong cái khay con. Bấy giờ một người đàn bà ở dưới bếp chạy lên, ngơ ngác nhìn liên. Cô hỏi ai? Tôi hỏi ông Minh. Người đàn bà tự hiên bước vào trong nhà làm bẩm nói. Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Rồi bà ta lay Minh dậy mà rằng. Cô cô nào đến hỏi gì bác đấy? Minh ú ớ ngồi dậy dội mắt. Liên nhìn kỹ thấy chồng đầu tóc bù sổ, mặt mũi xanh xao, mình mặc cái quần đùi bẩn thỉu thì nàng vừa thương hại vừa giận Rồi sợ chồng biết rằng mình trông thấy cái bàn đèn liền gión rén ra sân đứng đợi Trong khi ấy Văn lại gần giường vỗ vai mình ôn tổn nói Anh Minh Chị và tôi đến đón anh về đây Mình co mặt ra điều oán trách bạn Thế thì anh giỏi thật Anh giận tôi đấy à Minh nhìn quanh hỏi Vậy nhà tôi đâu Chị đứng ở ngoài sân minh thì thầm nhà tôi chưa trông thấy tôi chứ chưa vậy anh làm ơn ra trước đi để tôi mặc quần áo vào xong sẽ ra ngay bây giờ văn chủ trừ sợ bạn lẫn thì minh lại dục anh ra ngay đi nếu không nhà tôi vào đây thì thật khổ cho tôi lắm văn chiều theo lời bạn ra sân đứng chàng ghé tai liên nói nhỏ anh ấy sắp ra đấy liền tươi cười ra vẻ mừng rỡ lắm một lúc sau mình ra tới liên thản nhiên đến bên chồng nói em nghe anh văn nói mình mệt lắm nên ghé thăm minh ngượng ngùng lắp bắp không tôi có sao đâu nhưng trông mình gầy lắm mình cũng chả nên vùi đầu vào mà viết văn như thế gớm mình mê viết văn đến độ phải tìm đến một nơi vắng vẻ như thế này mà làm việc mình trong lòng hết sức cảm động vì thấy Liên không đả động gì đến việc ăn chơi của mình. Chàng đứng im không nói được câu gì. Ta về thôi. Minh ngần ngờ, hết nhìn vợ lại nhìn bạn như để dò ý tứ. Rồi chàng thông thả từ từ bước theo chân vợ và chân bạn. Trường kết, đời vẫn vui, vẫn đẹp liên lo lắng bảo văn gần mười hai giờ rồi mà nhà tôi chưa về hay là nhà tôi lại nói dối tôi đây văn trả lời bằng một giọng quả quyết không chị đừng lo tôi chắc chắn thế nào anh minh cũng về liên vẫn chưa tin hỏi nhưng sao hôm nay nhà báo lại làm việc chưa thế chị tính ở nhà báo họ làm việc thì có bao giờ có thì giờ nhất định đâu liên im lặng thở dài văn lại nói tiếp Chị vẫn không tin tôi phải không? Tôi đã bảo anh Minh sắp về rồi. Nếu tôi nói sai, nếu anh Minh không về, thì tôi xin... Liên vì cười ngắt lời hỏi. Thì anh xin sao? Văn cũng cười. Chàng bỏ giờ câu đang nói vì không biết chấp nối làm sao cho ổn thỏa nên mới dùng nụ cười để che giấu mà cười thật to để cố khỏa lấp lấy sự hổ thẹn. Nguyên văn những gì chàng định nói là nếu anh Minh không về thì tôi xin đèn chị anh Minh khác vốn chỉ là một câu nói bình thường để pha trò chấn an người khác nhưng chỉ vì Văn chợt nghĩ đến ý nghĩa về luân lý của câu nói đó mà chàng cho là tư tưởng bất chính nên vừa cảm thấy thẹn vừa thấy buồn cười nếu nói rằng Văn có tật giật mình thì có lẽ oan cho chàng lắm nhưng nguyên do cũng là vì chàng có cảm tình nhiều với Liên từ hồi nào mặc dù không có tả ý Văn vẫn yêu thương Liên nhưng bằng một cách khác Hòa hợp giữa con tim và lý trí Chàng đã vượt qua bao nhiêu thử thách Và sau cùng vẫn giữ được tình bằng hữu của bạn Và lòng kính phục của người Chàng từng yêu thầm mến trộm Về phần liên Thì nàng rất thơ ngây và hồn nhiên Nên không hề có ý nghĩ xa xôi nào cả Nàng chỉ chú ý đến Chuyện chồng nàng là Minh Liệu có về lại nhà hay không Hay lại chứng nào tật ấy Bỏ đi bệt tâm như trước Mặc dù tin tưởng lời văn Song Liên vẫn không khỏi lo sợ, suy nghĩ vẩn vơ. Sáng hôm nay trước khi ra đi đến tòa soạn báo, Minh dặn Liên ở nhà chuẩn bị một bữa cơm thật tươm tất để thết đãi văn, người bạn thân quý nhất trên đời của hai vợ chồng. Thấy chồng vui vẻ, nét mặt tươi cười thành thật, Liên gật đầu tán thành chẳng chút nghi ngờ. Nhưng mình vừa đi khỏi thì tự nhiên nàng lại bắt đầu hối hận. Liên tự trách là tại sao nàng lại để cho mình đi như thế nàng suy tính lẽ ra phải giữ chồng ở nhà mấy hôm đã để cho chàng quen dần lại với thói quen nếp sống giản dị của gia đình như lúc trước không dằn nổi sự lo lắng liền nhớ nhác nói với văn hay là hay là nhà tôi một ý tưởng mới vừa vụt qua trong đầu văn nên chàng hiểu ngay liền định nói gì tuy Liên không dám nói hết câu cái bàn đèn thuốc viện trong gian nhà đơn sơ kia lại hiện ra trước mắt hai người dù vậy Văn cũng cố tìm lời ăn ủi Không đâu chị ạ à, Anh Minh là một người tính tình vui vẻ hoạt bát Không khi nào anh ấy lại vùi đầu vào cái thú vô bổ ấy đâu Một chàng cười ha hả từ đâu vang lên đáp lại lời nói của Văn Hai người giật mình cùng nhìn ra ngoài một lượt Minh đứng sừng sững trước thèm từ bao giờ Chàng vỗ tay cười nói Đúng, ai lại đam mê cái thú vô bổ ấy bao giờ? Liên mừng quính đứng dậy reo lên Ô mình đã về Liên bỗng cúi mặt vì xúc động Lâu lắm rồi Nàng mới được nói lại những lời âu yếm đó Hiểu ý Liên Minh cười nói Chẳng về thì đi đâu Văn cười nói Đấy chị xem tôi nói có sai đâu Liên lấy làm ân hận Đã ngờ oan cho chồng Nàng cố nở một nụ cười như để xin lỗi Thôi để tôi đi dọn cơm đồng thời hâm lại các món ăn. Chắc là nguội hết cả rồi. Minh cười âu yếm. Tại Minh đấy mà. Mỗi lần Minh hay Liên xưng tên với nhau đều có mục đích cả. Hai người muốn nhắc lại cho nhau kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu lúc hai người còn ngây thơ, chưa biết yêu là gì. Vì vậy lần này khi ngài Minh xưng tên như vậy, Liên thật không còn gì sung sướng hơn được. Má nàng ửng hồng lên trông xinh xắn như bất cứ lúc nào ngồi đối diện với văn mình có vẻ ngượng nghịu chàng chỉ sợ bạn nhắc lại những thời kỳ chơi bời lêu lỏng vô trách nhiệm của mình mà văn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt mình chính bản thân chàng cũng vừa trải qua một cơn khủng hoảng những ý nghĩ vu vơ dù không còn làm phiền văn nữa nhưng vẫn quay quẩn quanh chàng như để nhắc nhở chàng là thiếu chút nữa là chàng không còn dám gặp mặt bạn mình là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng Chàng thân mật hỏi Anh nghỉ hè chưa? Cũng sắp rồi anh ạ à, Thì đại khái vẫn như thời nào khi chúng ta còn đi học với nhau đó thôi Gần đến hè thì chỉ đến lớp cho có lệ Chứ có học hành gì nữa đâu Ồ, mới có một năm mà tôi tưởng như đã lâu lắm rồi Bao nhiêu sự việc đã xảy ra trong vòn vẹn một năm vụt qua Và hiện ra rõ ràng trong ký ức của Minh chàng thi đậu bằng thành trung, chàng bị mù, chàng viết báo kiếm tiền, chàng đi bệnh viện chữa mắt. Trong thời kỳ ấy, hình ảnh hai người thân yêu lúc nào cũng sát cánh bên mình là vợ chàng và bạn chàng. Nhưng nghĩ đến những gì xảy ra sau đó khi chàng hết bị mù, mình không khỏi hổ thẹn với lương tâm. Để quên hẳn cái dĩ vãng ê trẻ đó, không gì bằng là vui với những gì hiện tại chàng đang có và nhắm hướng đi thẳng về tương lai. Mình liền gợi chuyện Năm nay nghỉ hè anh có định đi chơi đâu không? Không anh ạ, à, lúc trước tôi có định về quê chơi nhưng rồi nghĩ lại thôi. Những gì Văn nói là sự thật, chàng có ý tốt đối với mình, muốn ở gần bên mình để an ủi khuyến khích bạn, hy vọng bạn mình sẽ quên đi quãng đời u tối đó. Nhưng thật ra Văn còn một lý do nữa mà chính chàng cũng không dám tự thú nhận, là chàng đã thích và quen với lối sống êm đềm cởi mở âu yếm của một gia đình đôi bạn trẻ mà chàng coi như gia đình của chàng. Có lẽ Văn đã tìm ra được chân lý vẻ yêu, chữ yêu rất bao la rộng lớn, ngoài chuyện yêu đương trai gái, yêu tha thiết, yêu nồng thắm, yêu điên cuồng, yêu vội yêu vàng, yêu vơ yêu vặn, con người vẫn có thể yêu những cái chiều mến, những cái dịu dàng êm đềm, cũng như những sự hy sinh đi kèm trong đó. Vừa lúc ấy, liền tươi cười bưng lên một mâm cơm thịnh soạn khói bay nghi ngút cả ba người cùng ngồi xuống dùng bữa bữa cơm thật đặc biệt ngoài những thức ăn tươm tất ra còn có thêm một chai rượu đó là do liên mua trên phố hồi sáng đối với nàng bữa ăn này còn lớn hơn một buổi tiệc mừng nữa vừa là để vợ chồng nàng đoàn tụ lại sau cơn sóng gió vừa là để tỏ chút lòng tri ân cùng người bạn tốt hiếm có đã hết lòng vì gia đình nàng Chuyến choáng hơi men, ba người vui cười trò chuyện, kể nhau nghe bao nhiêu sự việc xảy ra trong một năm qua. Sau khi nói hết ra được những gì làm chàng đau khổ bấy lâu nay, mình như chút bỏ được gánh nặng, chàng cười thoải mái nói với Văn. Anh Văn ạ, à, trong đời sống không thiếu gì lạc thú, xong một khi mình vướng vào cái lạc thú nào không hợp với tính tình của mình thì mình đương nhiên sẽ chán ngay. Nhưng nỗi khổ là khi mình chán nó rồi. Mình lắm lúc tưởng rằng trên đời này Chẳng còn gì gọi là thú nữa cả Liên không hiểu mình muốn nói gì Nàng có mặt nhìn chồng Như đọc được ý nghĩ của Liên Minh liền giải thích Vì lẽ đó mà kẻ chót đam mê Rồi sinh ra chán nản Có thể tự hủy hoại cuộc đời mình Chẳng hạn như tìm quên trong khói thuốc viện Liên bỗng lo sợ ngắt lời Thuốc viện có chóng nghiện không mình nhỉ? Minh cười đáp mình đừng lo Anh không nghiện đâu Anh không thể nào nghiện được Nhưng nếu mình cứ hút mãi Thì biết đâu được Một ông giáo ắt không có quyền nghiện thuốc viện Phải không anh Văn Văn chưa kịp trả lời liền đã hỏi vội Ông giáo nào thế Minh Minh cười đáp Ông giáo Minh À quên Chưa nói anh Văn với mình rằng Tôi đã đệ đơn xin bổ giáo học Văn ngơ ngác hỏi anh không ở hà nội nữa à và không còn viết giúp báo đời nay nữa sao tôi muốn xa hà nội một vài năm để quên đi cái đời văn sĩ liên nghe nói xa hà nội thì tươi hả nét mặt hớn hở nói phải đấy mình ạ à, có lẽ nên đi xa tìm một cái gì đổi mới coi bộ thú hơn nhiều cũng chẳng thú gì lắm đâu mà kìa anh văn sao mặt anh buồn thiu chảy dài thế kia văn gượng cười tôi còn mải ăn nên đâu có để ý tiếp chuyện anh chị liên nói phải đấy mình nên ăn cái đã rồi hãng nói chuyện sau nhưng văn vẫn buồn rầu mặt chàng ủ rũ mình thấy bạn không được vui bèn ân cần hỏi han anh sao vậy tôi có sao đâu thật ra văn rất buồn khi nghe tin mình đột nhiên lại đi dạy học rời xa hà nội chàng sinh ra chán nản sau mấy giây yên lặng chàng mới lên tiếng bảo minh theo tôi thấy thì giá mà anh cứ ở đây tiếp tục viết văn thì hơn anh đang nổi tiếng trong nghề viết văn sao lại bỏ theo nghề dạy học anh ạ à, tinh thần tôi hiện tại mỏi mệt lắm rồi thật khó lòng mà viết được nữa văn nói gần từng tiếng một giọng có vẻ gay gắt tôi hiểu anh rồi hóa ra anh cũng chỉ tầm thường như trăm nghìn người khác mà thôi lúc nào cũng chỉ yêu thích những nghề nào được thiên hạ trọng vọng Bất luận có phải dùng đến trí óc Hay kiến thức hay không cũng chẳng cần Phải mà Ngày hai buổi đi làm Cuối tháng lãnh lương Chẳng cần phải ngồi nạn óc Nhàn dỗi lắm Đó là chưa kể lúc nào Cũng được gọi là thầy Minh ngồi lặng thinh không đáp Văn vẫn còn hậm hực Chàng tiếp tục nói Nếu như anh không nghĩ thế Thì tôi xin hỏi anh Tại sao anh lại bỏ cái nghề viết văn soạn sách minh cố gượng cười ai bảo anh rằng tôi sẽ bỏ không đợi minh nói hết câu văn đã cắt ngang thế thì tại sao lại xin đi dạy học chẳng lẽ đi dạy học mà không viết được văn à thôi tôi xin anh đã bận bịu vào học trò thì chẳng khác nào bận bịu vào con cái thì giờ đâu để anh viết văn nữa thôi tôi hiểu anh rồi được người ta mến mộ khen ngợi anh lại sợ phải đem hết sức ra làm việc để xứng đáng mãi với lời khen chẳng qua là anh kiêu ngạo, tự đắc và tự phụ. Minh cười hỏi, còn gì nữa? Còn lười biếng và rẻ tiền nữa chứ sao? Anh muốn rời xa làng văn giữa lúc anh đang nổi tiếng để gieo ấn tượng và độc giả là nếu anh còn viết nữa thì văn của anh sẽ còn hay biết chừng nào và đồng thời cũng để cho thiên hạ luyến tiếc nữa, có đúng không? Cái trò này xưa như trái đất rồi. Giữa lúc ấy, liền đem nước lên mời, Thấy Văn lớn tiếng gầy gắt Liên hỏi Cái gì mà hai anh sừng rộ với nhau thế Minh cười đáp Không phải mình ạ à. Chỉ vì anh xin đi dạy học Nên anh Văn không đồng ý Nên tìm cách thuyết phục anh trở lại nghề viết văn đó thôi Câu hỏi của Minh vô tình như rót thêm dầu vào lửa Làm Văn càng tức tối hơn Chàng hừ một tiếng lắc đầu nói Tôi không ngờ là qua cơn sóng gió Anh lại trở nên hèn yếu đến như thế nghe văn của trách mình không giận mà trái lại như tỉnh ngộ cũng chưa muộn đâu anh tôi đệ đơn được thì cũng xin rút đơn được vậy mà cho rổ rút đơn không kịp tới lúc đó tôi không đi cũng có sao đâu liên ngạc nhiên hỏi sao lại không đi mình nghiêm trang bảo vợ mình để anh nói chuyện với anh văn văn như không lưu ý đến câu hỏi của liên trang nhìn minh nói tiếp Tôi hy vọng là anh chưa quên trí nguyện của anh như anh ít nhất một lần đã nói qua với tôi. Tôi còn nhớ lần đó anh bảo tôi là sinh trưởng trong tầng lớp bình dân, anh xem là một trách nhiệm phải đem tài nghệ văn chương để nâng trình độ văn hóa của lớp bình dân lên cao hơn. Tôi có ngờ đâu một người như anh đang yêu thương tha thiết dưới bình dân mà chỉ vì mới nếm qua cái thú nhục dục của đám trường giả đã biến tư tưởng của anh thành trường giả. Minh cười ngất, nắm lấy tay bạn, Tôi mổ thì anh và vợ tôi đã hết sức nâng đỡ tìm đủ mọi cách lấy lại ánh sáng cho tôi. Nhưng cái ánh sáng của tinh thần thì phải nhờ đến anh nhiều lần mà tôi mới còn được. Từ nay nó sẽ vĩnh viễn ở với tôi mà không bao giờ xa tôi nữa. Và tôi cũng sẽ luôn luôn ở gần anh mà nhận lời khuyên bảo của anh. Văn cảm động đến chảy nước mắt. Những lời gai gắt của chàng không ngoài mục đích giữ bạn ở lại Hà Nội nhưng chẳng ngờ lại trở thành những lời khuyên có giá trị, được minh xem như những lời vàng ngọc nhắc nhở bổn phận và trách nhiệm của mình. Liên ngập ngừng hỏi, Mình không đi dạy học nữa à? Minh nhìn Liên tha thiết nói, Đúng vậy, anh sẽ không đi dạy học nữa, anh sẽ viết chuyện để ca tụng những tính tình mộc mạc, ngây thơ tốt đẹp của các cô hàng hoa, cũng như hầu hết những cô gái quê, những cô gái như em, nhu mì, nhẫn nại, dễ tha thứ và hết sức yêu thương chồng. Bây giờ em mang rượu ra đây, anh muốn được cùng Liên và anh và Văn bạn anh nâng ly để ghi nhớ mãi ơn sâu của hai người. Như sực nhớ ra điều gì, mình ngần ngừ một chút rồi nói tiếp. Trước khi chúng ta nâng ly, anh xin Liên hãy tìm số báo có đăng bài thứ nhất của anh. Đó là bài Cảm tưởng của một người mù. Em hãy đem bài đó ra đây đọc lại cho anh nghe được không liên đưa mắt nhìn văn rồi hỏi chồng lấy bản nháp có được không mình không lấy tờ báo hay hơn liên ngập ngừng ái ngại nhưng tờ báo mất rồi phải không anh đã dặn em số báo ấy phải giữ cẩn thận cho anh sao bất cẩn thế không mất nhưng đã từ lâu Văn vẫn mong có dịp để tỏ cho mình biết hành động cao thượng của Liên. Đây đúng là một cơ hội tốt, chàng cười ôn tồn đỡ lời cho Liên. Không mất, nhưng không có bài của anh. Mình kinh ngạc hỏi. Không có bài cảm tưởng? Không có. Thật là lạ. Bây giờ Văn mới chịu giải thích rõ rệt. Chẳng có gì là lạ hết. Hôm ấy chỉ vì chị ấy thương anh nên lấy bản nháp ra đọc mà nói dối anh rằng bài của anh được đăng trên báo mình nghe bạn nói mà muốn trào nước mắt ra ngoài rồi như người điên chàng cất tiếng hát nghêu ngao làm liên lo lắng tưởng chàng say rượu nhưng sự thật không phải thế chỉ vì hiểu rõ thêm được lòng tốt của vợ và bạn mà chàng cảm thấy lòng nao nao và vì quá vui nên chàng làm thế hạnh phúc êm đềm đằm thắm mà chàng tưởng đã mất bỗng đâu trở lại và xem ra con dịu dàng hơn trước rất nhiều. Nâng ly với chồng và bạn chồng xong, Liên cảm thấy hừng đôi má. Nàng đưa mắt trông ra vườn, những bông huệ trắng khẽ rung rinh dưới luồng gió mát trông tựa như đàn bướm tung tăng vui đùa. Một ngày quang đãng bắt đầu, một cuộc đời mới trong nếp nhà tranh đầy hoa và ánh sáng. Có ba người nhìn nhau, sung sướng, cười vang.